Chào mừng các bạn đến với chương trình Bé kể, bé nghe của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mình tên là Maria Vũ Trần Linh Đan. Hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện Chúa chọn 12 tông đồ. Câu chuyện của mình xin được phép bắt đầu nhé. Đức Giê-xu chữa lành nhiều người đau ốm, bệnh tật. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh người. Trong những ngày ấy, Đức Giê-xu đi ra núi cầu nguyện và người thức suốt đêm cầu nguyện cùng với Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon và người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển. Người bảo họ, các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Chúa Giê-xu cũng chọn Philip-phê, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Gia-cô-bê con ông An-phê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê và Giu-đa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví như kẻ khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì được xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví như kẻ ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Thầy nói với anh em là những kẻ đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc anh bố thí được kín đáo. Và cha của anh, đấng thông suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Vì vậy, thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em chẳng quý giá hơn chúng sao? Có ngựa bị phong hủi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau nhé.